Xin chào các bạn. Vào buổi sáng có vô số việc đang chờ đợi chúng ta trước khi đi làm hay đi học. Nhưng làm thế nào để luôn xinh tươi trong khoảng thời gian rất ngắn ngủi đây? Hãy cùng Hằng thử thách các bước trang điểm đơn giản trong 10 phút với tông màu rất ấm áp cho mùa đông nhé. Các bạn biết không, cho dù buổi sáng vô cùng bận rộn, các bạn cũng đừng quên thoa kem dưỡng ẩm đầy đủ để bảo vệ làn da hoàn hảo khỏi môi trường điều hòa và những tác hại bởi tia UV. Kem lót là một bước không thể thiếu để bảo vệ da bạn và ngăn cách lớp trang điểm với lớp dưỡng ẩm. Để tiết kiệm thời gian, các bạn hãy chọn loại kem lót có cấu trúc dịu nhẹ, dễ lan tỏa nhé. Ngay sau bước kem lót trang điểm là các bạn đã có thể đến ngay bước phấn phủ rồi. Hãy dặm nhẹ và miết thành những đường ngắn nhé. Lựa chọn màu chì kẻ mày phù hợp với màu lông mày thật, tản nhẹ nhàng theo khuôn rồi trải nhẹ cho đều. Bảng màu mắt xanh navy này sẽ vừa tạo cho chúng ta nét tươi trẻ nhưng vẫn rất lãng mạn, hợp với thời tiết mùa đông đấy. Đầu tiên, lấy màu mắt sáng nhất, tản để làm sáng toàn bộ phần chân mày và bầu mắt. Sau đó, sử dụng màu vàng tươi trẻ, tản toàn bộ phần bầu mắt các bạn nhé. Với màu xanh navy, dùng đầu cọ nhỏ, tản một đường sát chân mi, rồi tản dần ở đuôi mắt, tạo điểm nhấn chữ V cho mắt to và lung linh hơn. Một lần nữa, lấy màu vàng làm sáng toàn bộ mi dưới, rồi màu xanh nhấn 1/3 đuôi mí dưới. Vậy là xong rồi đấy. Kẻ eyeliner sát mí mắt để làm mắt to hơn và đừng quên hất nhẹ ở đuôi để tăng thêm nét trẻ trung nhé. Chút mascara thật kỹ để đôi mắt long lanh nào. Tiếp theo, hãy sử dụng màu má đánh theo hình oval, rồi dùng màu sáng tản vùng chữ T để gương mặt sáng bừng lên. Với màu mắt nổi bật, hãy lựa chọn màu son hồng nhẹ và đáng yêu các bạn nhé. Vậy là chỉ trong 10 phút thôi, chúng ta đã có một gương mặt vô cùng xinh xắn và rạng rỡ rồi phải không nào? Hãy thực hiện các bước này thường xuyên và đều đặn mỗi ngày để lúc nào chúng ta cũng tỏa sáng nhé.